Lời đầu tiên cho em Thảo để gửi lời chào đến toàn thể các bác. Một cái video ngắn hôm nay về cái dòng cạm chuột. Một cái mẫu cạm mà tại sao các bác trên cả nước lại ưa chuộng đến như vậy. Thì em cũng xin chi tiết một chút để các bác mình xem sẽ nắm bắt được. Đây là cái mẫu cạm 9cm. Một cái mẫu cạm mà bên nhà em là bên đại lý cung cấp trên toàn quốc nhé. Với cái mẫu cạm này thì đối với các bác mà đi đánh chuột săn, đi đánh chuột thịt đấy ạ, chuột kinh tế đánh để bán ấy, thì 100% các bác sẽ sử dụng cái mẫu cạm chuột 9cm. Và khi các bác mà xem được cái video ngắn này của em mà các bác đang cần tới cái mẫu cạm này, hãy liên hệ trực tiếp tới hai đầu số điện thoại của bên cơ sở em Thảo nhé. Đây là số điện thoại của bên cơ sở em, số này sẽ có Zalo nhé để tư vấn các bác. Và bên em thì là bên em Thảo săn bẫy nhé, giá rẻ nhất. Thì với cái dòng cạm chuột này thì nhà em đây là một cái mẫu cạm chuột mẫu mới, hàng đã cải tiến rất chi là nhiều so với rất nhiều những đơn vị bán cạm chuột, nhưng mà đây là một cái mẫu cạm thế hệ mới nhất, chuẩn đét nhất mà các bác ưa chuộng nhất. Và giá thì nhà em thì sẽ là giá cạnh tranh nhá, bởi vì nhà em là đại lý chuyên bán buôn, giá sẽ tốt nhất và cạm thì lại là chuẩn nhất. Cái dòng cạm này thì cái vành này của nó sẽ bằng thép này các bác này, bằng thép siêu bền nhá, khỏe. Thì trong thời gian vừa rồi thì em cũng gửi cho các bác rất chi là nhiều. Với những lời khen thì cảm ơn các bác đã ủng hộ với shop. Thì để đáp ứng nhu cầu các bác đi săn chuột thì nhà em lúc nào cũng có và nhận ship và gửi trên toàn quốc. Chỉ cần các bác alo trực tiếp tới hai đầu số điện thoại này. Và có thể các bác để lại số điện thoại ở dưới cái video này nhá, em sẽ trực tiếp gọi lại để tư vấn các bác về tất cả những cái mẫu cạm của bên em. Thì ngoài cái mẫu cạm chuột này thì bên cơ sở em còn có rất nhiều những cái dụng cụ khác nhau để đi bẫy chuột. Nếu như các bác ở thành phố, các bác chỉ muốn diệt chuột ở trong bếp thôi, thì nhà em sẽ có lồng chuột để các bác bắt nhé, các loại lồng luôn. Còn cái mẫu này thì chủ yếu để các bác đi đánh chuột thịt, chuột đồng này, chuột nhà, các bác cũng có thể sử dụng được mẫu này. Thì các bác cứ theo dõi video nhìn tất cả những cái mẫu cạm, nhưng riêng cái mẫu cạm này nó có một cái độ rất chi là sắc nét, dày đẹp, chất thép nó bóng này, cái vành này cũng rất chi là dày nhá. Đấy, để giúp các bác sử dụng lâu bền, hết năm này sang năm khác. Vành đai chốt đĩa sẽ là chốt đĩa hai lỗ chốt nhá, các bác nên chọn cái chốt đĩa có hai lỗ này thì cái kẹp của các bác nó sẽ bền, không bao giờ tuột đĩa ra được. Đấy, và hoàn toàn 100% thì chốt đĩa đã gắn chặt vào đây như này rồi, cái độ bền của nó rất chi là cao với cái cạm 9cm này. Đấy, thì cái video ngắn này thì em cũng chỉ chi tiết về cạm chuột thôi nhé. Còn đối với dòng cạm như là 12, 14, 16, 18, 20 và 22 và những cái dòng cạm bẫy khác nhau thì nhà em đều nhận ship và gửi trên toàn quốc. Số lượng này rất chi là nhiều đấy các bác nhé. Đây là một cái chi tiết về một cái luôn để cho các bác nhìn mình được xem. Rồi các bác này, đấy, em sẽ bỏ riêng cái này cho các bác nhìn nhá. Đây là một cái cạm 9cm nhà em, nó sẽ khác hẳn với tất cả những cái dòng cạm trên thị trường nha các bác nhé. Đây nên các bác lên lựa chọn. Giá thì em cũng nói luôn để các bác nhìn mình được biết, em sẽ bán cho các bác là 80.000 đồng trên một chục, 80.000 đồng trên một chục nha các bác nhé. Và 50 chiếc thì sẽ miễn phí ship trên toàn quốc. Các bác có thể mua từ 50 chiếc trở lên, 100, 200 chiếc thì em đều miễn phí ship hết. Từ 50 chiếc trở lên nhé. Và cái video ngắn này các bác mà quan tâm tới nhiều dụng cụ bẫy chuột của bên cơ sở em, các bác đừng quên ấn vào nút đỏ đăng ký kênh, ấn vào quả chuông để đón tiếp theo những cái video về tất cả những cái dụng cụ đi bẫy, đi rừng của bên cơ sở em Thảo nhé. Em cũng xin kết thúc video ngắn ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau. Chào các bác ạ.